Hello and welcome back to my channel. Xin chào các bạn, đây là kênh Tiếng Anh Đại Dương. Các bạn đang ở series bài giảng Hết mất gốc tiếng Anh Lesson 6, How old are you? Các bạn nên tham khảo lại 6 bài học lần trước ở phần mô tả phía dưới nhé. Mình có để đường link ở đó. Cảm ơn các bạn. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh, subscribe cho mình nhé, để có thể luôn được cập nhật những cái bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Lesson 6, How old are you? Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại một vài kiến thức của buổi trước nhé. Chúng ta đến với review, đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. Make questions for these answers. Chúng ta đến với câu số 1. Bạn phát âm câu là như nào ạ? My name is Murphy. My name is Murphy. Câu này nghĩa là tên của tôi là Murphy. Vậy câu hỏi cho câu số 1 sẽ là gì ạ? Bạn đúng rồi đấy ạ, đó là What's your name? Bạn phát âm lại theo tôi nhé. What's your name? Correct, đúng rồi ạ. What's your name? Chúng ta sang câu số 2 nhé. Và bạn hiểu rằng đây sẽ là bạn đánh phần từng chữ cái một nhé. Chúng ta đánh phần ạ. Am, you, are, p, h, y. Để đánh vần được các chữ cái này thì bạn nên tham khảo lại bài học số 5 ạ. Ở đó tôi đã dạy các bạn về cách đánh vần bằng chữ cái, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh vần lại các cái chữ cái này một cách nhanh chóng hơn nhé. Am, you, are, p, h, y. Vậy câu hỏi cho câu trả lời này là gì ạ? Đúng rồi ạ, đó là câu bạn đánh vần tên của mình như thế nào ạ? Đó là How do you spell your name? How do you spell your name? Bạn phát âm lại theo tôi nhé. How do you spell your name? Hoặc bạn cũng có thể hỏi một cái câu sau ạ, đó là How do you spell that? How do you spell that? Đúng rồi ạ. Chúng ta sang câu số 3 nhé. I'm from Japan. I'm from Japan. Câu này nghĩa là gì ạ? Tôi đến từ Nhật Bản. Vậy câu hỏi cho phần này là gì ạ? Đúng rồi, là bạn đến từ đâu phải không ạ? Đó là What country are you from? What country are you from? What country are you from? Hoặc bạn cũng có thể hỏi là Where are you from? Where are you from? Where are you from? Đúng rồi ạ. Và vừa rồi là phần ôn tập, chúng ta sẽ bắt đầu với bài mới ngày hôm nay nhé. Let's go. Chúng ta đến với các cái câu và từ vựng trong ngày hôm nay nhé. Số 1, tôi có câu, mẫu câu là How old are you? How old are you? Tôi xin lưu ý một chút cho các bạn ở phần chữ D này là được phát âm ra là T. Và vấn đề là bạn cần nối chữ D với cái phần R này với nhau đọc thành gì ạ? Dar. Tôi phát âm lại câu này nhé. How old are you? How old are you? How old are you? Được chưa? Bạn phát âm lại câu này theo tôi nhé. How old are you? Có nghĩa là gì ạ? Là bạn bao nhiêu tuổi, đúng chưa? How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Tiếp theo, tôi có mẫu câu am. Am. Mẫu câu này bạn chỉ việc lắp một cái số nào đó vào đây là bạn sẽ có ngay câu trả lời cho câu hỏi How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Chúng ta lấy ví dụ nhé. How old are you? Bạn trả lời là tôi 8 tuổi đi ạ. Bạn sẽ trả lời là I'm 8. I'm 8. I'm 8. Đúng chưa? I'm 8. Rất đơn giản phải không ạ?
số 3 chúng ta sẽ có một cái số sau ạ. Đó là số 11, bạn phát âm là 11. Mình xin lưu ý trọng âm rơi vào phần này ạ. Bạn cần phải đọc âm sắc cái phần lạ này lên ạ. Lạ. Và từ này được phát âm chuẩn là 11, chứ không phát âm là 11 mà phát âm là 11. 11. Chúng ta có từ số 4 phát âm như sau ạ. 12. Rồi, từ này rất nhiều bạn cảm thấy phát âm khó phải không ạ? Vậy thì tôi cần lưu ý cho các bạn, đó là cái phần âm đầu là âm twa. Bạn cần phát âm ra là twa. Twa. Liền vào ạ. Twa. Và bây giờ chúng ta sẽ phát âm đối vào nhé. 12. 12. Có nghĩa là số bao nhiêu ạ? Số 12 ạ. Và 11 là số 11. Chúng ta đọc lại hai cái số này một cách chuẩn nhé. 11 là số 11. 12 là số 12. 12. Bạn đọc đúng rồi ạ. Chúng ta sang tiếp từ vựng số 5 nhé. 13. 13. Đây là số 13. Và tôi cần lưu ý cho các bạn cái phần này, chữ teen này. Bạn cần đọc chữ teen rõ ràng và dài hơi một chút ạ. Chúng ta không đọc là 13. Chúng ta đọc là 13. 13. Nghĩa là số 13. Và từ số 6 cũng là từ cuối cùng trong bài học này. Đó là 20. 20. 20. Thì bạn nhận ra rằng trong số 20 này có phần twa giống với 12, đúng chưa? Và bạn sẽ phát âm giống 12 này. Đó là 20 là số 20 phải không ạ? 20. 20. Được chưa? Là số 20. 20 có trợ âm rơi vào phần 20 này ạ. Chúng ta sẽ phát âm lại 6 mẫu câu và cụm từ được học ngày hôm nay nhé. Chúng ta có How old are you? How old are you? Nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi? I'm. I'm. Nghĩa là tôi thì. Ví dụ I'm 8. Nghĩa là tôi 8 tuổi. Số 3, 11. 11 là số 11. 12. 12 là số 12. 13. 13 là số 13. 20. 20 là số 20. Còn về phần học về các cái số trong tiếng Anh thì tôi có làm một video khác, bạn bấm vào đường link miêu tả phía dưới để xem nhé các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần đàm thoại của ngày hôm nay, conversation, để áp dụng những gì vừa được học nhé. Lần này chúng ta sẽ không lấy hai nhân vật cũ là Mike và Leah nữa, mà sẽ là Peter and Brown. Chúng ta có nhân vật Peter và nhân vật Brown. Rồi, và bây giờ Peter sẽ hỏi Brown một câu như sau ạ. Đó là What's your name? What's your name? Nghĩa là tên bạn là gì phải không ạ? Vậy thì cô Brown này cô sẽ trả lời là I'm Brown. I'm Brown. Và Brown có thể nói, có thêm câu là Nice to meet you. Rất vui khi được gặp bạn. Nice to meet you. Bây giờ Peter sẽ hỏi một mẫu câu gì để có thể yêu cầu Brown đánh vần tên của mình ạ, để Peter rõ ràng hơn ạ. Đó là mẫu câu gì ạ? Rồi, How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? Rồi, bạn sẽ đánh vần theo tôi tên của Brown nhé. Bạn đánh vần như nào ạ? Đó là B R O W N. B R O W N.
Peter sẽ hỏi tuổi của Brown ạ, để tiện xưng hô phải không ạ? Và Peter để hỏi tuổi, Peter dùng mẫu câu gì ạ? Bạn vừa được học xong ạ, đó là đúng rồi ạ. How old are you? How old are you? How old are you? Là bạn bao nhiêu tuổi? Vậy thì Brown muốn trả lời là tôi 20 tuổi, thì Brown trả lời như nào ạ? I'm 20. Bạn có thể đưa thêm years old vào cũng được, là năm tuổi. I'm 20 years old, tôi 20 tuổi. I'm 20 years old. I'm 20. Hoặc nếu như bạn muốn trả lời là tôi 12 tuổi, bạn sẽ trả lời nhau ạ. I'm 12. Và bây giờ Brown cũng muốn hỏi lại tuổi của Mike, thì Brown sẽ hỏi như thế nào ạ? Brown sẽ không nhắc lại mẫu câu How old are you nữa, mà Brown chỉ việc hỏi một câu khác là gì ạ? Đó là And you? Đúng chưa? Thế là đủ. And you? And you? Và Peter muốn trả lời là tôi 21 thì sao ạ? Peter sẽ trả lời nhau ạ. Chúng ta sẽ trả lời là I'm 20 là 20. Và bạn sẽ gắn số 1 là I'm 21. I'm 21. I'm 21. Và vừa rồi là bài học Lesson 6. How old are you? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng lần sau nhé. Thank you for watching me. See you next time.